mong cho con thoát khỏi hận thù và hiểm nguy, tâm nhiễm ô phiền não, thân đau khổ đọa đầy, thân tâm được an lạc. Mong cha mẹ thầy tổ cùng thân quyến bạn bè không hiểm nguy thù hận, tâm trí hết muộn phiền, khổ thân không còn nữa, an lạc cả thân tâm. Mong tất cả thiền sinh không hiểm nguy thù hận, tâm trí hết muộn phiền, khổ thân không còn nữa, an lạc cả thân tâm. Mong toàn thể tăng ni, cư sĩ nam và nữ không hiểm nguy thù hận, tâm trí hết muộn phiền, khổ thân không còn nữa, an lạc cả thân tâm. Mong cho các thí chủ không hiểm nguy thù hận, tâm trí hết muộn phiền, khổ thân không còn nữa, an lạc cả thân tâm. Mong chư thiên hộ pháp cứ ngụ tại nơi này không hiểm nguy thù hận, tâm trí hết muộn phiền, khổ thân không còn nữa, an lạc cả thân tâm. Mong tất cả chúng sanh có thân và có tâm, giới nam hay giới nữ, bậc thánh hay phàm nhân, chư thiên hay loài người, những ai không hạnh phúc, không hiểm nguy thù hận, tâm trí hết muộn phiền, khổ thân không còn nữa, an lạc cả thân tâm, hết khổ đau cả thảy, hạnh phúc không mất đi. Chúng sinh là chủ nhân, nghiệp lực do mình tạo, nơi hướng đông, hướng tây, hướng nam hay hướng bắc, hướng tây, bắc, đông, nam, hướng tây, nam, đông, bắc, ở hướng dưới, hướng trên. Mong tất cả chúng sanh có thân và có tâm, giới nam hay giới nữ, bậc thánh hay phàm nhân, chư thiên hay loài người, những ai không hạnh phúc, không hiểm nguy thù hận, tâm trí hết muộn phiền, khổ thân không còn nữa, an lạc cả thân tâm, hết khổ đau cả thảy, hạnh phúc không mất đi. Chúng sinh là chủ nhân, nghiệp lực do mình tạo, từ cảnh giới cao nhất đến cảnh giới thấp nhất, toàn vũ trụ bao la, bất cứ chúng sinh nào di chuyển trên mặt đất, mong thoát khổ thân tâm, thoát hiểm nguy thù hận. Từ cảnh giới cao nhất đến cảnh giới thấp nhất, toàn vũ trụ bao la, bất cứ chúng sinh nào di chuyển trong dòng nước, mong thoát khổ thân tâm, thoát hiểm nguy thù hận. Từ cảnh giới cao nhất đến cảnh giới thấp nhất, toàn vũ trụ bao la, bất cứ chúng sinh nào di chuyển trong hư không, mong thoát khổ thân tâm, thoát hiểm nguy thù hận. Với việc hành chánh pháp, con cúng dường Phật bảo. Với việc hành chánh pháp, con cúng dường pháp bảo. Với việc hành chánh pháp, con cúng dường tăng bảo. Với việc hành chánh pháp, con cúng dường cha mẹ. Với việc hành chánh pháp, con cúng dường thầy tổ. Với việc hành thiền này, nguyện cho con thoát khỏi sự khổ của già chết. Nguyện công đức của con tận diệt hết lậu hoặc,
nguyện với đức của con dẫn đến đạo và quả. Xin hồi hướng phước báo đến tất cả chúng sanh được thân tâm an lạc. Lành thay, lành thay, lành thay.